xin kính chào các quý vị ở trong khán phòng hôm nay. Thì hân hạnh đến ngày hôm nay tôi cũng gặp được luật sư của tôi, đó là Misty. Thì dự án của tôi đầu tư đó là dự án V-Life. Thật sự tôi có chia sẻ với quý vị chút xíu về cái dự án V-Life. Thì trước đây tôi cũng nói với cô chú đó, V-Life tôi không tin, thật sự. Tại bản thân tôi cũng là giảng viên Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh khoa Tài chánh. Vợ tôi cũng là trong lĩnh vực gọi là finance, đó là thị trường chứng khoán. Thực sự khi nói đến EBFI thì năm đó tôi không tin. Tại sao? Bản thân tôi cũng là nhà đầu tư, tôi không mắc mớ gì phải giao tiền đầu tư trong cửa tác cách xa hàng nghìn cây số mà tôi biết đó là cái gì cả. Nhưng tại sao tôi tin? Thứ nhất, tôi có cơ sở tôi tin, đó là do khách quan. Đó là bạn tôi đã từng thành công và bạn của ông anh tôi cũng đã từng thành công. Đó là hai lý do khách quan. Và lý do chủ quan là từ tôi nữa, đó là tôi đánh giá cái sen. Thì sau khi đọc dự án Pudai, ở đây có luật sư của tôi ở đây, thì tôi thấy dự án này thì nó mang tính chất xã hội. Thì giống như nãy cô Loan cũng có phân tích đó, thì tôi mạnh dạng đầu tư không phải như thế hệ tôi mà thế hệ con tôi, cháu tôi. Thì hiện tại là tôi có 3 đứa con, 2 đứa sinh đôi và 1 đứa là 3 đứa này đang học ở Mỹ hết. Và tôi cũng cho học trường tư nhân chứ tôi không học cho, không cho học ở trường là công. Thì dự định sắp tới tôi là 22 tháng 11 này tôi sẽ bắt đầu là mở trang lịch sử mới, là sống tại Mỹ. Không biết như thế nào, nhưng mà chắc chắn là sẽ buồn rồi đấy, nó không giống như Việt Nam. Nhưng mà vì thế hệ của con chúng tôi thì chúng tôi phải làm. Thì anh cũng xin cảm ơn Túc và đã có cho anh đứng đây để nói những suy nghĩ của anh về cái đầu tư EBFI đây. Và anh cũng cảm ơn là đội ngũ tư vấn của EBFI, của VCBQ cũng như là luật sư của tôi ở đây lần đầu tiên mới gặp Nigel Yu. Và sắp tới tôi sẽ làm một luật sư rất là nhiều bên Mỹ nữa. Thì tôi cũng hy vọng rằng là cái chương trình này rất là tốt. Tại vì trước đây tôi cũng có những người bạn có mang tôi đầu tư DeFi ít nhất là tới 5-6 tháng, là có thể là 5-6 năm, thậm chí là có thể 7 năm mới được định cư. Nhưng mà tôi thấy dự án này rất là hay, mới có 1-2 năm thôi mà các anh chị đã chấp thuận rồi. Thì dự án của tôi cũng vậy. Thì dự án của tôi cũng may mắn là gì? Đó là dự án chuyên về khẩu trang. Đúng ngay mùa dịch thì tôi được chấp thuận trong vòng 18 tháng. Thì đến ngày hôm nay là 22 tháng 11 là gia đình chúng tôi chuẩn bị là bay vào nước Mỹ. Có một lần nữa tôi xin cảm ơn là tất cả các quý vị, và đồng thời là tôi cũng cảm ơn là CDBQ đã cho tôi cơ hội để mà phát biểu những suy nghĩ và những cái gì tôi đã làm và đang làm. Và sắp tới chúng tôi là trải nghiệm nước Mỹ nữa, hẹn các quý vị 2 năm nữa chúng tôi đứng ở đây để chia sẻ kinh nghiệm, và 10 năm và sau khi chúng tôi lấy lại vốn thì tiếp tục chia sẻ. Cái là quan trọng đó quý vị. Tôi hy vọng rằng đây là còn có 2 buổi nói chuyện với quý vị nữa, đó là 2 năm là quốc tịch và lấy lại vốn. Hy vọng là em tạo cơ hội cho anh để nói chuyện với quý vị. Dạ, rất là cảm ơn anh rất là nhiều và có những chia sẻ rất là chân thành. Em xin mời anh Đáng lại sân khấu để gửi tặng anh bó hoa cũng như là chứng nhận đầu tư từ phía dự án. Please welcome Mr. Christian Trantopoulos to come to the stage. Dạ, em cũng xin mời anh Christian để đứng một chụp tấm hình kỷ niệm, làm hồ sơ 1 năm rưỡi giờ mới gặp đúng không anh?